đây là phòng cắt. Thì mình sẽ sử dụng những cái máy như này. Và cái cây vải mình để ở dưới này, kéo lên. Kéo lên trải ra đằng kia. Và sử dụng cái máy này. Đây. Máy này có đếm số nhá. Đếm số được vải mình trải nhiều người ta à máy nó đếm cho đứng phải nhớ. Đây. Nhiều lớp mình trải ở đây đang là 41 lớp. Và sau đó mình có những cái này là phôi áo đã thiết kế sẵn rồi. Đó, nếu mà không có phôi thì có thể đi mua. Thiết kế sẵn, phôi đẹp thì ra áo đẹp. Và mình đặt lên đây để vẽ phấn theo. Đấy, ví dụ như cái này, đây là mờ nam. Vẽ phấn theo từng cái đường nét này. Đây đang là phấn đỏ. Đó, sát. Sau khi vẽ phấn như này, thì chúng ta dùng máy cắt để cắt ra từng lớp. Thôi bây giờ mình phải cắt nha. Đây là cái máy cắt đứng 8 inch thì có thể cắt được vải nó nhiều hơn. Đây này, đây mình bật máy lên này, máy dao vừa cắt một cái đường từ đây ra đây, các lớp vải nó rất là đều nhau mịn. Đấy, bằng hình tỉ đúng theo cái đường chỉ đường vẽ vai đấy. Rất phẳng luôn, là 100 cái áo nó đều như nhau. Bây giờ không tiện quay thì mình sẽ cắt trong một đường quay tiếp nhé. We'll be right back.
em cắt đấy.